Non là ai? Tiểu sử Xoài Non. Xoài Non là một TikToker đang thu hút sự quan tâm lớn trong cộng đồng mạng. Cô nổi tiếng không chỉ với ngoại hình xinh đẹp mà còn có với cuộc hôn nhân viên mãn với streamer nổi tiếng Sixsmart, người được coi là một trong những streamer giàu nhất Việt Nam. Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002 tại thành phố Hồ Chí Minh, là một cái tên quen thuộc với giới trẻ hiện nay. Cô nàng nổi tiếng là một khung người có ảnh hưởng trực tiếp thế hệ Gen Z và thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp. Đặc biệt, khuôn mặt lây tây cùng với phong cách thời trang ấn tượng, xanh điệu đã tạo dựng danh tiếng cho cô. Bên cạnh công việc làm mẫu ảnh, Xoài Non còn tham gia đóng quảng cáo. Mặc dù còn trẻ nhưng cô đã tự lập và đạt được một số thành công trong lĩnh vực này. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Xoài Non đã tự mình kiếm sống và đứng vững trên con đường sự nghiệp. Ngoài sự nổi tiếng của mình, Xoài Non khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ và ghen tị với cuộc hôn nhân viên mãn cùng với Semesic, một streamer nổi tiếng tại Việt Nam. Semesic tên thật là Hiếu Nghiêm, sinh năm 89, là một trong những streamer giàu nhất tại Việt Nam và nổi danh với biệt danh streamer giàu nhất Việt Nam. Hot girl mạng nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp như gái Tây. Xoài Non từng nghỉ ngang khi đang học lớp 10, cô nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ sở hữu gương mặt đẹp như tạc tượng với sống mũi cao, mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng. Đặc biệt, đôi mắt sâu hun hút cùng làn da trắng ngần rạng rỡ khiến không ít người lầm tưởng Xoài Non là người lai Tây dù cô là con gái thuần Việt. Thời còn đi học, Xoài Non đã nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ nhờ những hình ảnh mặc áo dài rất hút mắt trường trung học phổ thông Trường Chinh. Nhờ lợi thế ngoại hình, Xoài Non luôn nhận được rất nhiều lời mời làm mẫu ảnh, mẫu quảng cáo từ nhiều nhãn hàng. Nhờ nỗ lực làm việc và đam mê với công việc này mà ở thời điểm chưa bước sang tuổi 18, Xoài Non đã độc lập về tài chính mà không cần đến sự hỗ trợ từ gia đình. Bên cạnh đó, cô nàng cũng tham gia một số bộ phim sitcom chiếu mạng và tích lũy khả năng diễn xuất. Xoài Non từng là nữ chính trong MV Tìm Em Trong Mơ của Tri Dân. Nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ đã giúp cho Xoài Non sở hữu một lượng fan đông đảo trên Instagram và Facebook cá nhân. Hiện tại ở độ tuổi 20, bà xã của Semesic đã có trang Instagram với 1,7 triệu lượt theo dõi và trang Facebook hơn 670.000 người theo dõi. Chồng của Xoài Non là ai? Chồng của Xoài Non là streamer nổi tiếng Semesic, tên thật là Hiếu Nghiêm, sinh năm 2019. Cặp đôi hẹn hò công khai, được biết cả hai bén duyên khi tình cờ gặp nhau tại một sự kiện về game và được quản lý cũ của Phạm Trang làm mai. Vẻ ngoài dễ thương cùng sự tự tin năng lượng của Xoài Non khi đó đã cuốn hút Semesic và hối thúc anh rước cô về dinh chỉ sau vài tháng hẹn hò. Tháng 11 năm 2019, Semesic và Xoài Non đã tổ chức đám hỏi linh đình với dàn bê cháp toàn những tên nổi tiếng trong làng game như Virus, Piu Piu, Độ Misi, Pou, Võ Ngọc Trân. Một năm sau, cặp đôi tổ chức đám cưới tại một nhà hàng sang trọng với view bao trọn Sài Gòn với sự góp mặt của nhiều cái tên nổi tiếng trong showbiz. Lấy chồng giàu có và hết mực yêu chiều, nhưng Xoài Non cũng chứng minh bản thân không ăn bám, dự hơi chồng. Với độ phủ sóng tên tuổi của mình trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ riêng việc cool làm cho các nhãn hàng đã giúp cô thu về con số không nhỏ. Đặc biệt, hot girl còn tập tành kinh doanh ở tuổi 20 và khá thành công khi cùng chồng là Semesic mở chuỗi nhà hàng. Cô cũng thể hiện bản thân là một người khéo léo đảm đang. Xoài Non nhiều lần chia sẻ những vlog hàng ngày dọn dẹp, giặt đồ đến nấu ăn, cô trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, phát triển kỹ năng khi lựa chọn theo con đường nghệ thuật, mở rộng tương lai và sự nghiệp cho bản thân. Ngoài ra, cô được khán giả yêu mến hơn nhờ lối sống rất tiết kiệm, giản dị, thông minh trong việc quản lý chi tiêu. Tuy nhiên, dù đã kết hôn 4 năm nhưng vợ chồng Xoài Non và Semesic vẫn chưa sinh con, khiến cho nhiều người đặt dấu chấm hỏi. Mới đây, trong một buổi livestream trò chuyện với người hâm mộ, vợ chồng cô bất ngờ chia sẻ về kế hoạch đón nhóc tì đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Theo đó, Xoài Non tâm sự, bản thân sức khỏe yếu, rất nhiều bệnh trong người, cũng hay bị ốm. Con mình đẻ ra lỡ không may bị gì thì sao, đó là lý do vì sao mà Xoài và anh Hiếu mới quyết định là sẽ đi cấy trứng. Thực ra nếu mình mang thai tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Và cái thứ hai nữa là không đau, còn làm kích trứng thì mình phải đi cấy trứng, làm này làm kia rất nhiều và rất có thể là rất rất đau luôn. Nhưng mà cái nào mà đảm bảo được con mình đẻ ra nó bình thường thì Xoài chọn là Xoài sẽ đi cấy trứng. Trước
Trước những ý kiến trái chiều của dân mạng về quyết định không lựa chọn phương pháp sinh con tự nhiên, Xoài Non giải bày, mọi người có nói mình không đẻ được, mình phải thế nào mới không đẻ được, tự nhiên thì mình cũng sẽ chấp nhận, vì cái nào an toàn và hợp lý thì mình làm. Càng ngày mình càng học cách không quan tâm đến những gì người khác nói nữa, cuộc sống của mình thì mình quyết định, không ai quyết định được, mà họ cũng không sống thay cho mình, tại sao mình cứ phải nhìn vào người khác nghĩ cái gì, nói cái gì rồi mình không dám làm. Scandal của Xoài Non, ồn ào vạ miệng. Từ sau khi công khai hẹn hò với nam streamer nổi tiếng Việt Nam, quá khứ của Xoài Non đã được netizen Việt bị soi chưa học hết lớp 10. Trước những tin đồn tiêu cực về việc nghỉ học sớm, Hot Girl sinh năm 2002 đã đăng tải một video tâm sự về lý do quyết định nghỉ học. Tuy nhiên, những phát ngôn của bà xã Semesic trong đoạn video này đã gây ra không ít tranh cãi. Học ngu mà kiếm tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền. Xã hội bây giờ chỉ cần tiền thôi, các bạn hiểu không? Nhiều người chỉ trích Xoài Non đang cố biện hộ cho việc không cố gắng và cho rằng cô vẫn chưa gặp điều gì quá áp lực đến mức phải bỏ học và không tốt nghiệp cấp 3. Dù sau đó đã lên tiếng đính chính và xin lỗi, nhưng Xoài Non đã để lại một ấn tượng không tốt trong cộng đồng mạng về sự cố vạ miệng này. Thời gian gần đây, Hot Girl sinh năm 2002 đang phải đối diện với những tin đồn liên quan đến chuyện đời tư. Những người theo dõi cặp đôi cũng nhận ra Messi và Xoài Non dường như đang gặp trục trặc trong mối quan hệ. Cả hai không có bài viết công khai về nhau trong suốt thời gian qua. Hai vlog gần nhất trên kênh YouTube của Messi cũng không có sự góp mặt của Xoài Non. Xoài Non cũng bị cư dân mạng soi ra là đã chuyển chỗ ở mới, không còn sống trong căn biệt thự sang trọng với chồng trước kia. Trong sự kiện khai trương quán mới của Semesic cũng không có sự xuất hiện của hot girl này, dù trước đó cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong mọi hoạt động kinh doanh. Ngày 16 tháng 6 năm 2004, Xoài Non cho biết đã chia tay chồng thiếu gia. Trên trang cá nhân 770.000 người theo dõi và fanpage Xoài Non, nữ diễn viên chia sẻ thông tin kết thúc mối quan hệ với doanh nhân Semesic. Trước hết tôi gửi lời cảm ơn đến những người luôn yêu thương và ủng hộ Xoài Non, Semesic. Sau đó tôi phải nói lời xin lỗi mọi người khi chia sẻ thông tin chúng tôi chia tay, Xoài Non chia sẻ. Sau lời cảm ơn và xin lỗi người hâm mộ, Xoài Non nhắn nhủ doanh nhân Hiếu Nghiêm, cảm ơn anh đã giúp em có thanh xuân tươi đẹp, kèm theo bức ảnh nữ diễn viên khóc trong lễ cưới năm 2020. Thông tin Xoài Non chia sẻ chuyện tình cảm rạn nứt đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau nửa giờ, bài viết có gần 200.000 lượt tương tác, 13.000 lượt chia sẻ và một loạt bình luận an ủi của đồng nghiệp và người hâm mộ. Semesic cũng thông báo chuyện chia tay trên trang cá nhân. Chúc mọi điều tốt đẹp đến với em. Cảm ơn vì những gì em đã làm cho anh suốt 6 năm qua, những gì em đã chịu đựng suốt thời gian bên nhau. Mong em luôn tươi cười như là em trước đây. Semesic gửi lời đến Xoài Non. Ngày trước, giữa lúc cộng đồng mạng chỉ ra nhiều dấu hiệu cho thấy Xoài Non đã chia tay, cô đăng MV của Lưu Yêu Hàng trên trang cá nhân kèm caption ẩn ý. Mình từng yêu nhau đến vậy, giờ chỉ còn đôi mắt sâu cay, ngày đẹp trời để nói chia tay. Tuy chia sẻ MV với mục đích giới thiệu sản phẩm âm nhạc do cô đóng nữ chính, nhiều người cho rằng dòng trạng thái của Xoài Non chứa ẩn ý, nhất là việc Xoài Non và Semesic hoàn toàn im lặng trước tin đồn chia tay, khác với những lần đáp trước. Tuy Xoài Non và Semesic gặp trục trặc hôn nhân được khán giả chia sẻ từ tháng 5, nhiều người chỉ ra nữ diễn viên và chồng doanh nhân không còn tương tác, hạn chế nói về nhau. Đầu tháng 6, bác sĩ Thịnh chia sẻ chuyện cặp vợ chồng trục trặc hôn nhân do vấn đề con cái. Tuy không nhắc đến tên nhưng việc đăng hình ảnh có Semesic sau đó nhanh chóng xóa bài khiến Semesic và Xoài Non bị gọi tên. Trước đó, Xoài Non liên tục né tránh vấn đề gia đình. Trong một lần livestream, cô vội vã tắt sóng bảo có việc gấp khi gặp câu hỏi về Semesic. Ở lần khác, Xoài Non không trả lời khán giả về tin đồn ly hôn, chỉ úp mở chuyện của người khác. Các bạn muốn nghe nhưng vấn đề người ta không muốn chia sẻ thì sao? Đây là chuyện cuộc sống của người ta mà. Các bạn đòi hỏi biết thông tin đó làm gì, tại sao người khác phải có trách nhiệm nói cho bạn nghe vấn đề họ đang gặp phải, Xoài Non trả lời.